到你身边身上最幸福的人是还是不是？是。Đã trải qua rất nhiều chuyện, liệu nỗi buồn có đơn giản chỉ là sự phân ly? Vẫn là em cô bé ấy làm cho nỗi buồn anh thanh nặng ký. Tự mình suy nghĩ chẳng dám tin và hận vì yêu em có phải là anh sai, tận cùng nỗi đau là thứ anh phải nắm đủ. Anh như con thuyền trôi dạt không bến đổ, cùng em vẫn mới là đám mây trắng trôi hoài không đến chỗ. Vẫn là bạn của em thôi, vẫn là kiểu những ít nói chỉ biết cười. Hằn sâu trong ánh mắt hiện lên nỗi buồn rũ rượi. Ta học chung một lớp, chung một mái trường, khoảng cách luôn gần với nhau nhưng tim thì rẽ hai hướng. Anh biết bao lần anh tìm em nhưng sao lại trốn tránh. Bàn tay này nắm chặt em vội vàng hất ra nhanh. Chắc vì anh trở là người đỡ sao nên có thể chúc em hãy cho anh ôm một lần dù là vài phút xem, rồi anh sẽ đi ra khỏi cuộc đời em. Nhìn ra cửa sổ cành hoa đinh hương từng bông nhỏ đang rơi bên thềm. Anh từng chúc em sẽ là người hạnh phúc nhất, nhưng sau bao nỗi đau cứ ùa vào em mà trút xuống. Thôi thì hãy cho anh thấy em nhận hết nỗi đau này. Để một mai trên đường đời hai ta gặp lại nhau sau này, liệu em cũng nhớ hay đã quên quà sinh nhật em năm ấy? Cuốn sách kia là món quà anh trân trọng, nền công chúa đó chính là em, cùng hoàng tử là ai? Cùng anh vẫn mãi là quái vật xấu xí có đúng chứ? Em vẫn cố chấp cứng đầu không cần anh, nhưng ai là người luôn giỏi thì em những lúc em cô đơn không ai bên cạnh. Dù anh biết câu hỏi khó có thể đến, liệu đó là phép màu? Nếu ngày đó kiều nhiên thích phương hồi, để bây giờ không phải một mình anh lang thang đâu. Sầu càng thêm sầu, liệu em có thể cho anh cơ hội để ôm em? Vài năm sau tiếp trôi qua tuổi thanh xuân, bao kỷ niệm đẹp, lật lại quyển sổ và cười những năm tháng do mình ghi chép. Anh biết tình yêu là thứ ta không thể ràng buộc, vẫn âm thầm lặng lẽ phía sau nhường cho em đi trước. Vừa dây yêu đuối để theo đuổi hạnh phúc cả một đời, vẫn tìm em dù bao phương trời mới. Vẫn là kiểu những ánh mắt buồn anh vẫn cứ đợi, dù biết là không thể hơn, tâm hồn vẫn vậy, vẫn như vậy vẫn không thể lớn. Vẫn là anh không ai khác gửi cho em những bức thư, không thể gặp lại em, điều đó là thật sự. Anh không biết là nên níu kéo hay buông tay, à không, vốn vậy người em chọn không phải anh. Anh đã rất rối cố vùng vẫy tìm lối thoát, nhưng tình yêu sao cứ trốn tránh anh vội bạc. Anh như con thuyền lẻ loi đang trôi dạt, em vẫn cứng đầu không cần mọi sự quan tâm. Vẫn lạnh nhạt nét trên khuôn mặt nhưng tay thì đang nắm, vẫn màu trắng khu hoa đinh hương sang năm. Vẫn không cần ấy nhiều năm trước khi hai người đi cùng nhau, còn bây giờ lặng tâm. Vẫn là chàng trai đó chờ em, đó chính là Trần Tầm, còn anh chỉ mới là chiếc bóng thôi. Một mình cô rơi giữa màn đêm bóng tối, anh đã tự ước là mình sẽ thành đôi. Mình ghép hạnh phúc của anh giờ đã lạc không manh mối. Nếu thật sự hai ta vẫn mãi là bạn, vậy em có chịu xuất hiện hay không? Em sẽ là con thuyền, còn anh sẽ là biển rộng. Em sẽ mãi ở trong đâu đó trong lòng anh. Ánh mắt lần đầu anh gặp em thật long lanh, cô bé nhỏ nhắn mang nhiều tâm sự không động đảnh. Bao nhiêu sự lựa chọn ai đó dành cho em, thời gian vẫn vậy vẫn giết trên tuổi thanh xuân em đẹp. Không phải vì anh quá lụy để được ai đó thương hại, quá nhiều kỷ niệm ùa về không tan biến rồi vẫy vướng lại. Tháng 10 mưa, liệu hai ta sẽ gặp lại nhau để anh ôm lại kỷ niệm nhiều năm không thể phai dấu. Dù sao đi nữa anh sẽ mỉm cười dù em bên ai, chỉ cần được thấy nụ cười em ngay dậy. Sẽ có một ngày tình yêu đó tự quay lại thì anh sẽ nắm chặt lấy đôi tay. Em ơi, anh vẫn mãi yêu em, Phương Hồi à. Hey you, my best friend, 我们总是相信爱，用你爱。